Song Joong Ki khẳng định sẵn sàng hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, Song Joong Ki tổ chức buổi họp fan gặp gỡ người hâm mộ tại Thái Lan. Sự kiện kéo dài hơn 3 tiếng đã thu hút hơn 4.000 fan tham gia, chứng tỏ sức hút khủng của nam diễn viên xứ của Sâm. Bên cạnh nhiều hoạt động và trò chơi khác nhau, các fan còn có cơ hội hiểu thêm về con người thật của chàng soái ca quân nhân, vạn người mê qua phần hỏi xoáy đáp xoay của buổi họp fan. Ngoài những câu hỏi xoay quanh cuộc sống, Song Joong Ki còn chia sẻ khá nhiều về quan điểm hẹn hò của anh. Một trong những chủ đề luôn khiến các fan tò mò. Mỹ Nam 31 tuổi cho biết anh sẵn sàng hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Đồng thời anh còn hài hước thừa nhận bản thân cười đẹp và xứng đáng với danh hiệu anh chồng quốc dân. Tuy nhiên những lời nói sặc mùi tự sướng ấy của Song Joong Ki đã nhanh chóng bị máy phát hiện nói dối vạch trần. Không chỉ vậy, Song Joong Ki cũng không quên nhắc đến bạn diễn ăn ý, nữ diễn viên Song Hye Kyo và chia sẻ anh cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi diễn cảnh tình cảm với đàn chị xinh đẹp. Cộng với việc không ngần ngại yêu người lớn tuổi, các fan càng thêm hy vọng cặp đôi song song sẽ thành sự thật trong thời gian không xa. Bên cạnh đó, Song Joong Ki còn không ngần ngại thừa nhận bản thân không phải tuýp người lãng mạn. Và diễn Yoo Si-jin trong Hậu Duệ Mặt Trời đã giúp đỡ anh khá nhiều trong việc tìm hiểu tâm lý phái nữ. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng khiến tim các fan xao xuyến với lời khẳng định chắc nịch sẽ chờ đợi người con gái mà anh yêu thương dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Được biết, toàn bộ lợi nhuận của buổi họp fan sẽ được Song Joong Ki đóng góp toàn bộ vào quỹ từ thiện. Sau Thái Lan, nam diễn viên sẽ tiếp tục gặp gỡ các fan tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 5 sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.